Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn tới với RTK Media. Như đã thông báo với các bạn, từ nay tới cuối tháng, nhóm sẽ cho ra mắt hai bài review phim là Tokusō Sentai Decadranger 10 Years After và Mirai Sentai Tamranger. Vì hiện kịch bản cho clip review Tamranger vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nên chúng mình sẽ đem tới cho các bạn bài review về Decadranger 10 Years After trước nhé. Và không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Tokusō Sentai Decadranger 10 Years After là một V-cinema kỷ niệm 10 năm hoặc là phim Decadranger, phát hành dưới hình thức Blu-ray DVD vào ngày 7 tháng 10 năm 2015. Về cốt truyện của bộ phim, tất nhiên, phim lấy bối cảnh 10 năm sau vụ án các Decadranger tiêu diệt Agent Abrera. 10 năm trôi qua, cả nhóm mỗi người một ngả, từng thành viên trong đội đã lựa chọn những hướng đi riêng cho mình. Nay đội cảnh sát Deka phân khu trái đất đã có hai đặc cảnh đàn em thay thế là Asamu Asinov, Neo Decared và Mugi Krafton, Neo Deka Yellow. Trong 10 năm đã qua đó, Sở Cảnh sát Deka phân khu trái đất đã vướng phải một vụ bê bối. Cụ thể ở đây là chỉ huy trưởng Doki Kruger. Ông bị phát hiện là một tên tội phạm giết người, sau đó bị bắn trọng thương và nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu. Vụ án này vẫn còn đang bỏ ngỏ với nhiều ẩn khúc chưa có lời giải đáp. Một ngày nọ, một cô gái tên Kari, cư dân hành tinh Clement, xuất hiện và hé lộ sự thật sau vụ án của chỉ huy năm đó. Các Decadranger có trách nhiệm hộ tống cô gái tới tòa án tối cao Ngân Hà để làm nhân chứng minh oan cho Doki Kruger. Công cuộc minh oan cho chỉ huy phân khu trái đất đã một lần nữa kéo cả 6 thành viên của chiến đội đặc cảnh Decadranger quay trở về phối hợp với nhau, làm sống dậy đội hình chiến đấu ăn ý nhất. Theo kế hoạch được vạch ra bởi ban, 6 người bọn họ cùng lật tẩy âm mưu của thế lực phản diện trong phim, trả lại sự trong sạch cho chỉ huy phân khu trái đất Doki Kruger. Để nhận xét về cốt truyện của bộ phim thì mình cảm thấy khá hài lòng. Bộ phim vẫn giữ được nét đặc trưng vốn có với những vụ án nghẹt thở, căng thẳng với loạt tội phạm mưu mô, nham hiểm. Hơn nữa, vụ án xoáy trực tiếp vào chỉ huy trưởng phân khu trái đất khiến cho tình tiết vụ án trở nên nghiêm trọng, đủ để trở thành cái cớ kéo cả 6 thành viên nhóm Decadranger trở về chung một chiến đội và chiến đấu bên nhau. Nội dung phim được triển khai rất hợp lý và mạch phim khá cuốn hút, không hề tạo cảm giác nhàm chán cho khán giả khi xem phim. Càng về sau, mạch phim càng được đẩy lên cao trào và khi cả 6 thành viên tụ họp, biến hình và chiến đấu cùng nhau, đó là một phân cảnh thực sự khiến cho các fan lâu năm của Decadranger cảm thấy hài lòng và vô cùng cảm động. Có thể nói nếu so về mặt bằng chung ba bộ phim 10 Years After của Super Sentai, bao gồm Nippu Sentai Hurricaneer, Tokusō Sentai Decadranger và Engine Sentai Go-Onger, thì mình chắc chắn Decadranger là phần phim hay nhất, khi nó giữ trọn vẹn tất cả tinh thần từ series ra mắt 10 năm trước đó. Về phần nhân vật của bộ phim, trước tiên mình sẽ điểm qua những thành viên chính của Sở Cảnh sát Deka phân khu trái đất, xem liệu sau 10 năm họ đang ở đâu và làm gì. Đầu tiên, Decared tiềm nhiệm, Ban, hiện anh đang công tác cho đội đặc cảnh Fire Squad. Sau những nỗ lực không ngừng của mình, Ban đã trở thành đội trưởng của nhóm Fire Squad, đem lại chiến thắng cho đặc cảnh vũ trụ. Khi Kari xuất hiện và nhận làm nhân chứng cho vụ án của Doki Kruger, Tetsu đã gọi Ban quay trở về phân khu trái đất để phối hợp công tác điều tra. Hochi, sau vụ án của chỉ huy thì gần như đã không còn mục đích chiến đấu, ngày qua ngày ở trong phòng máy tính để tiếp tục điều tra sự thật đằng sau vụ án này. Tuy hiện anh vẫn là thanh tra của phân khu trái đất, nhưng Hoji không còn tập trung vào việc truy bắt tội phạm như trước nữa. Sen và Umeko tiếp tục công việc thanh tra, đồng thời hỗ trợ và hướng dẫn cho hai đàn em là Mugi và Asamu. Có thể nói ở thời điểm này thì đây là hai thành viên duy nhất còn hoạt động ổn định dưới vai trò thanh tra của phân khu trái đất. Jasmine thì nay đã yên bề gia thất, lập gia đình với Hikaru Hiwatari và có một cậu con trai vô cùng kháu khỉnh. Họ gặp được nhau khi Hikaru tốt nghiệp Đại học Cảnh sát Vũ trụ và gia nhập phân khu trái đất. Về phần Tetsu, sau vụ án năm đó, anh được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng của phân khu trái đất thay thế cho Doggy, trực tiếp giám sát và phân công công việc điều tra tội phạm. Cô Swan thì nay đã rời phân khu trái đất để độc lập nghiên cứu công nghệ tội phạm. Cô đã mất nhiều năm để có thể tự mình vén màn sự thật sau vụ án của Doggy. Nhìn chung, tuy mỗi người một ngả, song ai nấy đều không an lòng trước sự thật về vụ án của chỉ huy. Họ có những cách riêng của mình để theo đuổi vụ án đó tới cùng. Để rồi khi một tia hy vọng là Kari xuất hiện, họ lại một lần nữa phối hợp cùng nhau để điều tra vụ án. Nhắc về phần Kari, cô là cư dân hành tinh Clement, có khả năng nhập vào cơ thể của người khác để lẩn trốn, đồng thời cũng là nhân chứng quan trọng của vụ án. Năm đó, chỉ huy Doggy Kruger đã phát hiện ra thân phận thật của kẻ đang nắm quyền chỉ huy phân khu ngân hà, Kaito Renedeki. Trong một lần giao dịch với giới tội phạm, Kari cùng cha đã vô tình bị chúng phát hiện. Cha của Kari đã yêu cầu cô chui vào cơ thể ông để giữ an toàn. Ông bị Kaito Renedeki dùng làm con tin uy hiếp Doggy, và trong một phút sơ suất, Doggy đã bị Renedeki bắn trọng thương. Sau đó, hắn dùng công nghệ Mirage Dimension giả dạng làm Doggy, giết tất cả mọi người tại hiện trường vụ án và đổ tội cho ông. Kari ở trong cơ thể của cha đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Trong giây phút tuyệt vọng, chỉ huy Doggy đã dặn cô tìm tới sở chỉ huy phân khu trái đất, rằng hiện tại cô không thể tin bất kỳ ai ngoài nhóm cảnh vệ Deka gồm Ban, Hochi, Sen, Jasmine, Umeko và Tetsu. Đó chính là lý do mà Kari đã xuất hiện để giúp nhóm Deka vén màn bí ẩn sau vụ án đó.
Còn về thế lực phản diện trong phần phim này, ta được giới thiệu tới Kaito Redeki. Hắn đại diện cho dạng tội phạm mưu mô, xảo quyệt, đồng thời lại chính là chỉ huy trưởng phân khu Ngân Hà. Bằng công nghệ Mirage Dimension, hắn đã tạo ra nhân dạng khác để che giấu thân phận. Đồng thời, hắn cũng cài hai tay sai là Mugi và Asamu vào làm cảnh sát phân khu trái đất nhằm bịt đầu mối những nhân chứng của vụ án năm đó. Có thể nói, đây là một tên tội phạm rất nguy hiểm bởi khả năng cài người và ngụy trang của hắn. Xứng đáng là một thế lực đủ để khiến cả 6 thành viên phải hợp sức cùng nhau đối phó sau 10 năm. Về phần âm nhạc, vì phim vẫn sử dụng những bản BGM có sẵn trong series nên đã tạo cho người xem một cảm giác vô cùng thân thuộc. Thêm vào đó, các khúc chủ đề opening của Dika Ranger đã được tái thể hiện bởi Psychic Lovers, ghép vào khung cảnh chiến đấu của nhóm Dika làm tăng cao trào cho bộ phim. Còn xét về hành động và kỹ xảo thì đây hẳn là một điểm sáng của phim. Vì được sản xuất sau TV series tới 10 năm nên phần phim này có nhiều sự đột phá trong các cảnh chiến đấu, hành động cũng như kỹ xảo vô cùng đẹp mắt trong những pha biến hình, phán xét, tất sát, đem lại một cảm giác vô cùng hiện đại và mãn nhãn. Nhìn chung, để tổng kết về Tokuso Sentai Decadranger 10 Years After thì mình đánh giá đây là một bộ phim khá hay, giữ chọn tinh thần của TV series từ 10 năm trước, với cốt truyện được xây dựng cuốn hút, đầy bí ẩn, cùng kẻ phản diện đủ tầm làm đối trọng cho nhóm Dika. Cùng sự kết hợp vô cùng ăn ý trong âm nhạc, hành động và kỹ xảo, đây chắc chắn là một bộ phim đủ khiến các fan cảm thấy hài lòng và là một phần phim rất đáng xem cho những bạn muốn tìm hiểu về Decadranger. Trên đây là tất cả nhận xét của chúng mình về bộ phim. Còn các bạn có cảm nhận gì khác không? Hãy để lại comment ở phần bên dưới nhé! Đừng quên like, share, subscribe cho kênh để theo dõi những video mới nhất được chúng mình tung ra trong tương lai nhé! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào! Joker! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!